Em xin kính chào các bác. Sừng đầu thỏ bằng gỗ bên em xin giới thiệu cho các bác một bộ 13 thứ. Bộ như hình là bộ của anh khách ở Tuyên Quang, anh Thuận đã đặt bên em, và em xin báo giá cho anh biết và cho anh tham khảo, cho các bác tham khảo luôn. Và em đã bán cho anh giá là 3.650.000. Bên em miễn phí giao hàng toàn quốc. Bộ 13 thứ gồm có 3 đài rượu, 2 đài nước, 2 chân nến, 2 nọ hương, một đĩa bồng, một đôi hạc và một cái lư trầm. Em sẽ quay chi tiết cho các bác tham khảo ạ. Đây ạ. Ba cái đài rượu này đường kính là 10 cm các bác nhé. Hai cái đài nước là đường kính là 12 cm. Một đĩa bồng rộng 32 cm. Một đôi hạc cao 67 cm. Một đôi chân nến cao 47 cm. Một đôi nọ hương cao 30 và một lư trầm cao 50 cm. Đây các bác nhìn chưa, hàng bên em đã. Đấy, cho các bác xem nhé, các bác tham khảo nhé. Và em bán cái giá này là giá hợp lý cho các bác đấy, kể cả cho anh khách nhé. Nhưng mà anh khách có xem được thì anh khách xin cho em một cho em ý kiến nhé. Đây hàng đấy các bác nhìn chưa. Đây, đài thì thường là đài nó đây. Đấy, bên trong các bác nhé, đây là anh khách đã đặt sơn vào màu gỗ đấy. Thì bên trong của đài thì em sẽ cho các bác xem. Đây ạ, hàng nó trần gỗ mít, hàng gỗ mít các bác nhé. Đấy, tất cả đều hàng chuẩn là gỗ mít. Đấy. Đây, các bác nhìn kiểm tra chưa? Hàng đẹp, sạch sẽ, gỗ nó chắc chắn nhé. Đấy, bên em làm thì chuẩn, thì cả sơn thì em sơn theo yêu cầu. Các bác sơn theo màu nào em sơn màu, sơn theo màu đấy nhé. Hàng em đã được lọc sạch sẽ. Đấy ạ. Chân nến này. Chân nến này có bác nào mà thích khoan lỗ thì bảo em khoan lỗ nhé, còn không thì đây cứ nghiền thôi. Đã. Bác nào thiện chí thì liên hệ cho em có số điện thoại là 0988 023 312. Đã. Em có thể tư vấn cho các bác cụ thể. Cảm ơn các bác đã xem video của em.